Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam và bản tin sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Chủ tịch nước trình Quốc hội phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP cùng các văn kiện liên quan. Thủ tướng Pháp thăm chính thức Việt Nam nhằm tăng cường hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quốc phòng, khoa học công nghệ và giáo dục đào tạo. Chỉ số nộp thuế của Việt Nam giảm 45 bậc được cho là do thay đổi chính sách về hoàn thuế giá trị gia tăng và thời gian doanh nghiệp bỏ ra để chuẩn bị số liệu tờ khai thuế đang lớn. Và sau đây là nội dung chi tiết. Vào sáng ngày 2 tháng 11, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã trình bày tờ trình về việc đề nghị Quốc hội phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP cùng các văn kiện liên quan. Hiệp định CPTPP được đánh giá là một hiệp định thương mại tự do chất lượng cao và toàn diện với mức độ cam kết sâu nhất từ trước tới nay. Theo tờ trình của Chủ tịch nước, Hiệp định CPTPP đã được ký kết ngày 8 tháng 3 năm nay với sự tham gia của 11 thành viên gồm Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam. Về cơ bản, Hiệp định CPTPP giữ nguyên nội dung của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP, nhưng cho phép các nước thành viên tạm hoãn 20 nhóm nghĩa vụ để đảm bảo cân bằng về quyền lợi và nghĩa vụ của các nước thành viên trong bối cảnh Hoa Kỳ rút khỏi Hiệp định TPP. Tổng thể, CPTPP vẫn được đánh giá là một hiệp định thương mại tự do FTA chất lượng cao và toàn diện với mức độ cam kết sâu nhất từ trước đến nay. Đặc biệt, trong bối cảnh tình hình chính trị an ninh thế giới và khu vực đang thay đổi nhanh chóng, diễn biến phức tạp, khó lường, tham gia CPTPP vừa giúp ta có điều kiện nâng cao nội lực để ứng phó, vừa giúp củng cố vị thế để thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, đi đôi với củng cố tăng cường quốc phòng, an ninh. Theo nghiên cứu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, CPTPP có thể giúp GDP của Việt Nam tăng 1,32% và xuất khẩu tăng 4,04% đến năm 2035. Bên cạnh đó là các lợi ích về thu hút đầu tư, cải cách thể chế, tạo thêm việc làm, xóa đói giảm nghèo, đi cùng với các thách thức cải cách kinh tế, lao động. Cho đến nay, đã có 6 nước chính thức phê chuẩn CPTPP. Đây là cơ sở để CPTPP có hiệu lực sau ngày 30 tháng 12 năm nay. Theo các đại biểu Quốc hội, những người sẽ bấm nút biểu quyết phê chuẩn hiệp định thì CP hiệp định thương mại tự do thế hệ mới rất quan trọng này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho nền kinh tế, nhưng đi kèm với đó cũng là các thách thức đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ càng của chính phủ, doanh nghiệp và người dân trong một sân chơi rộng lớn cùng chuẩn mực toàn cầu. Chúng ta sẽ có hai cái thuận lợi rất là lớn. Cái thứ nhất là cái thị trường thì sẽ mở ra cái cơ hội cho một số những cái sản phẩm xuất khẩu mà có thế mạnh Việt Nam, đặc biệt như là các cái hàng công nghiệp của ngành dệt may, ngành giày da, cái ngành về đồ gỗ. Chúng ta cũng sẽ có một cái lợi thế rất lớn là sẽ có thể thu hút được những cái nhà đầu tư vào đầu tư ở các cái khâu, các cái lĩnh vực mà để cung cấp cái nguyên liệu cho quá trình sản xuất để tạo ra một cái chuỗi sản phẩm khép kín để sản xuất trong nước, xuất sang các nước ở trong cái khối. Một cái nét mà đặc thù mà chúng ta cần phải nhìn rõ hơn đó là cái thu nhập bình quân đầu người của 11 quốc gia này rất cao. Nói chung là những nước giàu. Và bình quân như vậy là lên tới trên 30.000 đô la bình quân đầu người. Do đó cái cầu, cái thị trường về cái nhu cầu về hàng hóa là hàng hóa chất lượng. Việc mà cho phép và thành lập cái tổ chức người lao động thì chúng ta chưa có tiền lệ, và thực tế mà nói thì hiện nay trong cái thể chế chúng ta thì có một tổ chức thôi. Thế thì đặt ra với tổ chức công đoàn sẽ có cái sự cạnh tranh. Nó cũng là một cái điều kiện để chúng ta phải bứt phá như trong đề án đã nêu là tổ chức công đoàn phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa để thực sự là tổ chức của người lao động. Ngày
ngày 2 tháng 11, Thủ tướng Pháp Edouard Philippe bắt đầu thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Tại cuộc hội đàm sau lễ đón chính thức vào chiều cùng ngày, hai thủ tướng đã nhất trí sẽ tăng cường hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quốc phòng, khoa học công nghệ và giáo dục đào tạo. Chuyến thăm của Thủ tướng Pháp Edouard Philippe diễn ra sau chuyến thăm cách đây 2 năm của Tổng thống François Hollande và chuyến thăm Pháp của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hồi tháng 3 vừa qua. Thủ tướng Edouard Philippe bày tỏ vui mừng tới thăm đất nước Việt Nam tươi đẹp. Nhất là trong chuyến thăm này, Thủ tướng sẽ có dịp đến thăm khu di tích Điện Biên Phủ, cũng như khẳng định quyết tâm thúc đẩy quan hệ song phương sau 5 năm ký đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp và 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Edouard Philippe nhất trí đánh giá quan hệ Việt Nam-Pháp đang phát triển tích cực trên mọi lĩnh vực và khẳng định quyết tâm chung làm sâu sắc các nội hàm của đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp, đáp ứng lợi ích và quan tâm chung của hai nước. Hai thủ tướng khẳng định hợp tác kinh tế tiếp tục là trụ cột ưu tiên trong quan hệ song phương và nhấn mạnh cần tăng cường hợp tác thúc đẩy các dự án trọng điểm mà hai bên đang triển khai, cũng như trong việc tăng cường quan hệ Việt Nam-Liên minh châu Âu. Thủ tướng Edouard Philippe khẳng định Pháp ủng hộ việc sớm ký và phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu cùng với Hiệp định Bảo hộ Đầu tư giữa hai bên. Đồng thời, khẳng định cam kết của Pháp duy trì hợp tác phát triển cho Việt Nam trong thời gian tới. Hai thủ tướng cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong phát triển chính phủ điện tử và hiện đại hóa quản trị hành chính nhà nước, một lĩnh vực hợp tác mới và triển vọng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Edouard Philippe cũng nhất trí tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích các doanh nghiệp hai nước tăng cường kết nối hợp tác kinh doanh đầu tư trong các lĩnh vực Pháp có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như cơ sở hạ tầng, năng lượng, hàng không vũ trụ, khoa học công nghệ, truyền thông, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển các đô thị thông minh. Bên cạnh đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Edouard Philippe đánh giá cao và nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực y tế với sự hoạt động tích cực của nhiều đối tác hai bên, cũng như nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Pháp trong lĩnh vực khoa học, công nghệ. Hai thủ tướng cũng bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác an ninh, quốc phòng, nhất trí thúc đẩy các cuộc thăm viếng của tàu quân sự Pháp tới Việt Nam, cũng như Pháp hỗ trợ Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Edouard Philippe khẳng định tầm quan trọng của hợp tác giáo dục đào tạo Việt Nam-Pháp, trong đó có việc sẽ tiếp tục phối hợp để phát triển Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội trở thành trường đại học đẳng cấp quốc tế. Thủ tướng Pháp khẳng định mong muốn tăng cường vai trò của Pháp tại châu Á-Thái Bình Dương. Hai thủ tướng khẳng định cam kết duy trì tự do hàng hải, hàng không, đồng thời nhấn mạnh việc giải quyết tranh chấp tại Biển Đông bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển. Sau cuộc hội đàm, tối nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Pháp Edouard Philippe sẽ có cuộc gặp gỡ với báo chí hai nước và chứng kiến lễ ký kết, trao đổi các văn kiện, thỏa thuận hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực đào tạo, phát triển chính phủ điện tử, hợp tác y tế, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, không gian, quản lý đô thị, cung cấp máy bay chở khách Airbus, năng lượng. Chiều ngày 2 tháng 11, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã thân mật tiếp Thủ tướng Pháp Edouard Philippe đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Thủ tướng Pháp Edouard Philippe đã bày tỏ vui mừng được gặp lại Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và bày tỏ niềm vui được đến thăm Việt Nam, một đối tác quan trọng của Pháp ở châu Á, ngay trong năm đặc biệt kỷ niệm 45 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao và 5 năm ký kết quan hệ đối tác chiến lược. Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh việc hai bên đã phát huy hiệu quả và giữ đà quan hệ đối tác chiến lược thông qua nhiều cơ chế và hình thức hợp tác, cho rằng sự tin cậy chính trị và quan hệ hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực giữa hai nước không những xuất phát từ nhu cầu khách quan mà còn rất phù hợp với lợi ích căn bản của hai nước. Nhân dịp này, Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng đề nghị hai bên tạo mọi điều kiện để phát triển cộng đồng của nước này tại nước kia, xem đó là cầu nối rất quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước gắn kết ngày càng chặt chẽ.
Cũng trong chiều ngày 2 tháng 11, tại cuộc tiếp Thủ tướng Cộng hòa Pháp Edouard Philippe, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Pháp trong chính sách đối ngoại, đánh giá cao sự phối hợp giữa hai nước tại các diễn đàn đa phương, trong đó có Liên Hợp Quốc. Hợp tác kinh tế luôn là trụ cột ưu tiên trong quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục phối hợp nhằm đưa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực. Thủ tướng Edouard Philippe bày tỏ ấn tượng khi lần đầu tiên đến Việt Nam, đồng thời cho biết Việt Nam có vị trí đặc biệt trong lòng người dân Pháp. Bày tỏ vui mừng khi quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước ngày càng phát triển tích cực. Quốc hội hai nước thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao, các cơ quan của Quốc hội để chia sẻ kinh nghiệm, hoạt động nghị viện, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương. Thủ tướng Edouard Philippe tin tưởng các nhóm nghị sĩ hữu nghị sẽ tiếp tục tăng cường hoạt động tiếp xúc trao đổi, thể hiện vai trò cầu nối hữu nghị giữa cơ quan lập pháp hai nước. Liên quan đến chuyến thăm của Thủ tướng Pháp Edouard Philippe tại Việt Nam, nhiều trang báo của nước này cũng đã đăng tải các bài viết về kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác kinh tế, chính trị giữa hai nước. Ngay từ giữa tháng 10, trang điện tử của chính phủ Pháp đã đăng tải các chương trình trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Edouard Philippe và nhấn mạnh ba trụ cột trong chuyến đi lần này. Đó là làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ chiến lược giữa hai nước, trong đó khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng trong lợi ích của nước Pháp tại Đông Nam Á và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Mục tiêu thứ hai là phát triển mối quan hệ kinh tế thương mại với một loạt các hoạt động ký kết, hợp tác, tăng cường giao lưu thương mại. Và thứ ba là phát triển ngoại giao nhân dân. Với các chương trình và mục tiêu đặt ra, nhiều trang báo Pháp đã đăng tải nhiều bài viết đánh giá chuyến thăm lần này. Rạng sáng mùng 2 tháng 11 theo giờ Việt Nam, trang điện tử Le Figaro và Bourgier.com đã có bài với tiêu đề Thủ tướng Edouard Philippe muốn đẩy mạnh quan hệ với Việt Nam. Bài viết nhấn mạnh đây là chuyến thăm quan trọng, kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Pháp-Việt Nam và đánh dấu mốc 5 năm hợp tác chiến lược giữa hai nước. Sự tham dự của 65 công ty của Pháp sẽ thúc đẩy nhiều hợp đồng được ký kết và nhiều cơ hội sẽ mở ra cho doanh nghiệp Pháp tại quốc gia 95 triệu dân với mức tăng trưởng 7% mỗi năm này. Bài viết nhận định về kỳ vọng sẽ đạt được những kết quả tốt hơn từ chuyến thăm này. Bởi thực tế, nước Pháp dù rất năng động nhưng chưa thể tận dụng các tiềm năng tại Việt Nam. Kim ngạch trao đổi thương mại giữa hai nước mới chỉ chiếm 1% tổng kim ngạch thương mại của Việt Nam, ít hơn cả nước láng giềng là Đức, và cho thấy rằng như vậy Paris vẫn chưa đạt yêu cầu đặt ra. Bên cạnh đánh giá cao các hoạt động nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, trang điện tử Libération và Nouvelle Love lại chú ý đến mục tiêu tăng cường hiểu biết, tình hữu nghị giữa hai nước thông qua việc Thủ tướng Edouard Philippe thăm di tích lịch sử Điện Biên Phủ, nơi quân đội Pháp đã thất bại cách đây 64 năm, chấm dứt sự hiện diện của mình tại Đông Dương. Lần gần đây nhất, một nhà lãnh đạo của Pháp đến thăm Điện Biên Phủ là cách đây 25 năm, vào năm 1993, chuyến thăm của Tổng thống François Mitterrand. Sau một quãng thời gian dài, trong chuyến đi lần này, Thủ tướng Edouard Philippe muốn thể hiện sự quan tâm đặc biệt của thế hệ như ông đến lịch sử, một thế hệ chưa từng biết đến các cuộc chiến thuộc địa. Bài báo cũng đã trích phát biểu của Thủ tướng: "Để đi cùng một đất nước, chúng ta phải nhìn vào quá khứ một cách tự tin và hòa bình, ngay cả khi nó có thể gây đau đớn." Trong phần tiếp theo của bản tin, sau nhiều cuộc gặp mặt lấy ý kiến người dân Thủ Thiêm và bước đầu đưa ra những chính sách đã cho thấy thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực thực hiện những cam kết trước đó. Chỉ số nộp thuế của Việt Nam giảm 45 bậc được cho là do thay đổi chính sách về hoàn thuế giá trị gia tăng và thời gian doanh nghiệp bỏ ra để chuẩn bị số liệu tờ khai thuế đang lớn. Xin được tiếp tục những thông tin thời sự. Tại lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Chuông Bồn vào tối ngày 1 tháng 11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh Chuông Bồn mãi mãi là địa chỉ đỏ giáo dục cho các thế hệ con cháu về truyền thống anh hùng của dân tộc, về tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí cách mạng kiên cường của các thế hệ cha anh đi trước. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã bày tỏ lòng thành kính tri ân sâu nặng đối với sự hy sinh cống hiến của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh trên cả nước. Thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương và các cơ quan trên cả nước chung tay chăm lo tốt hơn cho thân nhân các liệt sĩ, thương bệnh binh và những người có công với cách mạng. Đây là bổn phận, là trách nhiệm của toàn xã hội và của mỗi người dân, những người nay đã may mắn được sống trong thời kỳ hòa bình và phát triển.
Thủ tướng nêu rõ, càng chứng kiến những thay đổi và phát triển nhanh chóng của đất nước thì càng phải nhận thức sâu sắc hơn về sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh đi trước, gìn giữ thành quả cách mạng, bảo vệ vững chắc, độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có 3 chính sách để hỗ trợ rõ ràng dành cho người dân ở Thủ Thiêm chia theo nhóm đối tượng, bao gồm chính sách bồi thường hỗ trợ người dân thuộc 4,3 ha nằm ngoài danh, chính sách hỗ trợ bổ sung cho bà con đang khiếu nại trong danh và chính sách hỗ trợ và bổ sung cho bà con tái định cư ở cụm chung cư 1080 căn. Và sau nhiều cuộc gặp mặt lấy ý kiến người dân Thủ Thiêm, việc bước đầu đưa ra được những chính sách này đã cho thấy Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực thực hiện những cam kết đã đưa ra trước đó. Ngay khi đưa ra 3 chính sách này, đại diện Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, một vấn đề không kém phần quan trọng đó là việc xác định danh cụ thể. Sở Tài nguyên Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh đang tích cực phối hợp với Tổng cục Đo đạc Bản đồ của Bộ Xây dựng thực hiện việc này. Cái hướng chung là không để bà con thiệt thòi về vấn đề danh. Tức là trong thực tế với các cái bản đồ nó có bị chênh lệch, thì khi đối chiếu trở lại đó thì là Sở Tài nguyên Môi trường có báo cáo và Bộ Xây dựng cũng về cơ bản thuận, thì chúng tôi sẽ báo cáo Thành ủy, nhưng mà nó có lệch, nhưng mà thành phố xác định là không được phép cất, tức là lấy cho bằng đủ để làm sao đó là nó chọn ranh chứ không có cắt ra một khúc này khúc kia. Sau cuộc gặp ngày 18 tháng 10 với người dân ở khu vực 4,3 ha ngoài ranh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong sẽ tiếp tục gặp gỡ với người dân Thủ Thiêm nằm trong hai diện còn lại. Có những vấn đề mà nó vượt quá cái thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân thành phố thì chúng tôi phải có cái sự phối hợp đồng bộ với các bộ ngành của Trung ương. Riêng vấn đề kiểm điểm, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ hoàn chỉnh báo cáo thường trực vào tuần sau. Kiểm điểm sẽ bao gồm kiểm điểm tập thể Ủy ban Nhân dân thành phố các thời kỳ, tập thể Ủy ban Nhân dân quận 2, các phường quận 2 và tập thể lãnh đạo Ban Quản lý Thủ Thiêm. Riêng kiểm điểm cá nhân sẽ được thực hiện dựa trên kết quả của Ủy ban kiểm tra, kết luận thanh tra của Thủ tướng Chính phủ thanh tra toàn diện dự án Thủ Thiêm và kết quả của tổ thanh tra đang rà soát 64 dự án. Thưa quý vị, xóa án tích cho người bị kết án là một trong những nội dung quan trọng trong Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người bị kết án. Điểm mới cơ bản là đã điều chỉnh định nghĩa người được xóa án tích coi như là chưa bị kết án và bỏ đi quy định về việc phải được tòa án cấp giấy chứng nhận như trong Bộ Luật Hình sự trước đây. Tức là kể từ sau khi thực hiện xong các hình phạt chính, thì sau một vài năm nhất định, người bị kết án đương nhiên xóa án tích, tức là trở thành người chưa có tiền án tiền sự. Và cùng với đó là nhiều điểm mới đã được điều chỉnh theo hướng có lợi cho người phạm tội, thể hiện tính nhân đạo khoan hồng cho người bị kết án. Và cho đến nay thì việc thực hiện xóa án tích cho người đủ điều kiện đang được thực hiện tại các địa phương trên cả nước, ghi nhận tại huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Anh Nguyễn Văn Công đã từng bị kết án 12 tháng cải tạo không giam giữ vì tội đánh bạc. Sau thời gian chấp hành án, anh Công tu chí làm ăn và mở được một xưởng cắt may riêng tại nhà. Cuộc sống của anh giờ đã sang một trang mới, nhưng trong hồ sơ lý lịch tư pháp của anh Công thì vẫn còn lưu lại án tích là đã từng bị kết án. Khi vẫn còn án tích trong người thì cảm giác của mình những kiểu người không phải là công dân thực sự, người lúc nào cũng kiểu áy náy, nó có nỗi. Nhỡ sau này cuộc sống ở nhà mà khó khăn quá thì cũng phải nghĩ đường đi xuất khẩu lao động. Giấy tư pháp là đã có án tích thì không bao giờ đi đâu. Sau khi được cán bộ Ủy ban Nhân dân xã hướng dẫn về các điều kiện xóa án tích, anh Công đã thực hiện các thủ tục cần thiết tại địa phương và được Sở Tư pháp cấp phiếu lý lịch tư pháp với xác nhận tình trạng án tích là không có án tích. Rất vui và phấn khởi, thì trong có một chút gì đó hy vọng cho tương lai là cuộc sống của mình sẽ tốt đẹp. Không nhiều người như anh Công biết được quyền lợi và ý nghĩa của việc xóa án tích sau khi đã chấp hành xong bản án. Bởi vậy, từ hơn một tháng gần đây, các xã của huyện Đông Anh đang thực hiện việc tuyên truyền, tư vấn và hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ xóa án tích ngay tại địa phương. Nhận thức của những người chấp hành xong hình phạt tù, họ nghĩ rằng là họ đã chấp hành xong,
Thế họ chưa hiểu được rằng là sau đó phải được xóa tích để đảm bảo quyền lợi. Ủy ban xã hỗ trợ về toàn bộ về kinh phí, về các cái chứng thực hộ khẩu hoặc là chứng minh nhân dân, hướng dẫn người dân từng chi tiết để tạo được thuận lợi nhất để người dân làm cái việc xóa tích nhanh nhất. Chỉ riêng tại huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, hiện nay có hơn 3.000 người đủ điều kiện nhưng chưa thực hiện xóa án tích. Rất nhiều trường hợp là tồn tại từ nhiều năm mà không làm thủ tục xóa án tích. Số người mà bị án này về đi tù về rất lâu rồi. Người ta không có giữ tất cả các loại giấy tờ, có những trường hợp là không có các loại giấy tờ gì. Thì từ đây chúng tôi lại phải phối hợp với cơ quan nội chính và cơ quan chức năng để chúng tôi tìm và xin lại các loại giấy tờ đấy để phục vụ cho cái việc thiết lập hồ sơ và báo cáo Sở Tư pháp để xem xét cấp giấy xóa án tích. Huyện Đông Anh dự kiến sẽ phải thực hiện liên tục trong vòng 1 năm thì mới có thể hoàn thành việc xóa án tích cho toàn bộ số người đủ điều kiện tại địa bàn huyện. Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 của Việt Nam đã quy định chế định xóa án tích cho người bị kết án theo hướng mở rộng đối tượng được xóa án tích hoặc được coi là chưa có án tích. Bên cạnh đó thì việc thực hiện thủ tục xóa án tích cũng đã được quy định rõ ràng và cụ thể hơn. Cái điểm nhấn rất là quan trọng trong cái chế định đương nhiên xóa án tích trong bộ luật hình sự 2015 sửa đổi 2017 đó là quy định về cái rút ngắn cái thời hạn để xóa án tích. Có thể làm một cái phép tính so sánh đơn giản, tức là trong bộ luật hình sự năm 99 thì kể từ khi anh chấp hành xong toàn bộ cái bản án cũng như là các cái nghĩa vụ pháp lý mà hội đồng xét xử người ta tuyên cho người bị kết án, thì phải trong một thời gian nhất định, ví dụ như là 3 năm, 5 năm, 7 năm, thậm chí là dài hơn thì anh mới được xóa án tích. Thì lần này cái thời gian đó được thu hẹp lại là 1 năm, là 3 năm, thậm chí là 5 năm. Đối với người chưa thành niên thì cái thời gian này còn được rút ngắn nữa. Thuận lợi hơn trước là vì người ta gắn luật, trong luật là gắn trách nhiệm của từng bộ phận cơ quan chức năng một. Ví dụ như anh công an thì chúng tôi là phải, khi đối tượng về địa phương là phải mở hồ sơ, quản lý, giáo dục, giúp đỡ. Thì các cơ quan khác như cơ quan tòa án, cơ quan hình án và là phải gửi toàn bộ những cái hồ sơ thủ tục đấy chuyển về cho chúng tôi. Thì đây cũng là một cái rất là thuận lợi. Chế định xóa án tích là một chế định hết sức là mang tính chất nhân văn, là một chính sách hình sự rất lớn của Đảng và Nhà nước, đảm bảo cho cái quyền của con người và có ý nghĩa rất lớn đối với con người. Khi một con người đã được xóa án tích thì cái người đó được coi như chưa bao giờ bị kết án và họ trở thành một người rất bình thường như mọi bao người khác trong xã hội. Trung tâm Lý lịch Tư pháp Quốc gia đã phối hợp với Cục Hồ sơ nghiệp vụ của Bộ Công an để làm, phải nói rằng phục vụ cho các địa phương. Hầu hết những trường hợp về đương nhiên xóa án tích có yêu cầu là chúng tôi đáp ứng được. Kể từ cái thời điểm ngày 1 tháng 7 năm 2016 của Bộ luật hình sự có hiệu lực đến nay là chúng tôi đã giúp cho địa phương tra cứu khoảng trên 250.000 hồ sơ. Có thể nói việc cởi bỏ được lý lịch là người đã từng có tiền án tiền sự là một sự khích lệ rất lớn về tinh thần cũng như là phục hồi tất cả những hạn chế về tư pháp và điều kiện trong cuộc sống, công việc. Và những nội dung về xóa án tích trong Bộ Luật Hình sự 2015 bổ sung sửa đổi năm 2017 đã thể hiện được sự nhân đạo của pháp luật Việt Nam, sự tôn trọng quyền con người và tạo điều kiện để người đã từng phạm tội giảm bớt mặc cảm bởi quá khứ tội lỗi của mình, có cơ hội, động lực hướng thiện. Chuyển sang một thông tin khác, mặc dù tăng 1,25 điểm so với năm trước, nhưng theo báo cáo Môi trường Kinh doanh Doing Business 2019 toàn cầu vừa được Ngân hàng Thế giới công bố, thì chỉ số nộp thuế của Việt Nam bị tụt hạng tới 45 bậc và đứng thứ 131 trên 190 nước. Nguyên nhân cơ bản là do thay đổi chính sách về hoàn thuế giá trị gia tăng và thời gian doanh nghiệp bỏ ra để chuẩn bị số liệu tờ khai thuế đang lớn. Báo cáo năm nay cho thấy, số giờ nộp thuế giữ nguyên như năm trước, số lần nộp thuế giảm 4 lần. Tổng mức thuế suất trên lợi nhuận được cải thiện thêm khi giảm 0,3%. Nhưng sự thay đổi chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng nhằm giảm thiểu gian lận thuế lại là nguyên nhân chính khiến chỉ số nộp thuế của Việt Nam bị giảm tới 45 bậc. Cái doanh nghiệp giả định mà đưa ra để làm cơ sở là họ không còn thuộc cái đối tượng được hoàn thuế giá trị gia tăng nữa. Thế cho nên là cái điểm mà liên quan đến cái phần là hoàn thuế của chúng ta tất cả đều về bằng không. Và chúng ta bị giảm điểm ở cái đó rất là nhiều. Cái giờ mà đến cơ quan thuế làm việc thì giảm thiểu được 2,5 lần. Nhưng mà cái giờ mà doanh nghiệp
chủ động để kê khai tự làm tại doanh nghiệp mình thì giảm có 1,47 giờ. Và rõ ràng cái đó nó dẫn đến là cái chỉ số nộp thuế của chúng ta nó bị giảm. Cũng theo báo cáo này, thời gian tính toán số liệu và chuẩn bị tờ khai của doanh nghiệp chiếm tới hơn 95% số tờ nộp thuế, khiến tiêu chí này không giảm. Các chuyên gia kinh tế cho rằng, để cải thiện chỉ số nộp thuế, cần hỗ trợ chế độ kế toán cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, vì họ đang chiếm tới trên 95% tổng số doanh nghiệp và là cơ sở để VKB lấy đánh giá chỉ số nộp thuế. Muốn giảm thiểu giờ doanh nghiệp thì hai yếu tố là gì? Chính sách và sử dụng cái công nghệ thông tin. Không chỉ công nghệ thông tin ứng dụng với cơ quan thuế mà phải đưa vào doanh nghiệp thì chúng ta mới chuyển đổi được. Còn một mình cơ quan thuế chuyển đổi mà doanh nghiệp không chuyển đổi, hệ thống chính sách không chuyển đổi thì rất khó chúng ta có thể đơn giản hóa thủ tục hành chính được theo yêu cầu. Theo Tổng cục Thuế, báo cáo của VKB có độ trễ 2 năm nên nhiều cải cách của ngành thuế gần đây chưa được ghi nhận. Một số cải cách tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đã được áp dụng vài năm nay nhưng vẫn chưa được công nhận và Tổng cục Thuế sẽ có văn bản đề nghị VKB ghi nhận các kết quả này. Thưa quý vị, sau gần 3 năm gián đoạn thì chiều tối ngày 2 tháng 11 tại Hà Nội, lễ hội Đức lần thứ 5 năm 2018 với chủ đề Trải nghiệm nước Đức ở Hà Nội do Đại sứ quán Đức phối hợp với Viện Goethe tổ chức đã chính thức khai mạc tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ. Phóng viên Thế Anh sẽ gửi tới quý vị không khí của sự kiện. Lễ hội Đức 2018 bao gồm một chuỗi các hoạt động đan xen về chính trị, văn hóa, kinh tế giữa Đức và Việt Nam. Ngày đầu của lễ hội được mở màn với các tiết mục của nhà hát chèo Hà Nội, nhà hát múa rối Thăng Long và chương trình biểu diễn thời trang đặc sắc của công ty Van Lack của Đức. Sau đó, khán giả thủ đô sẽ được thưởng thức những đặc sản nổi tiếng nhất của Đức như xúc xích và bia do nhà máy Brother Grimm sản xuất riêng cho lễ hội lần này, hòa cùng bầu không khí âm nhạc Đức qua sự biểu diễn của các ban nhạc quốc tế Hanoi Jazz Band, một số DJ nổi tiếng của Việt Nam. Isolation Berlin, một ban nhạc pop rock nổi tiếng tại Đức, cũng sẽ sang Việt Nam biểu diễn trong dịp này. Đây được coi là điểm nhấn mới mẻ đáng chú ý nhất của lễ hội Đức 2018. Chương trình sẽ kéo dài đến đêm mùng 3 tháng 11. Thưa quý vị và các bạn, ngay bây giờ thì chúng tôi đang có mặt tại khu vực phố đi bộ Hoàn Kiếm, trung tâm thành phố Hà Nội. Và ngay bây giờ tại đây đang diễn ra lễ hội Đức 2018 nhằm giới thiệu những nét đặc trưng của văn hóa Đức tới người dân thủ đô cũng như người dân Việt Nam. Và nếu như quý vị và các bạn chưa có một lịch trình nào cho cuối tuần này thì chúng ta hãy cùng nhau đến với trung tâm thành phố Hà Nội để thưởng thức những nét đặc trưng của văn hóa Đức. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.